Tại Bình Thuận, Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại Nam Bộ năm 2015 đã chính thức mở cửa, đón hàng nghìn lượt du khách, người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm. Với 400 gian hàng của 250 đơn vị doanh nghiệp trong cả nước, Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại Nam Bộ năm 2015 tập trung trưng bày giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các nhóm ngành hàng, nông thủy sản, thực phẩm chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề. Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại Nam Bộ năm 2015 là dịp để các tổ chức, đơn vị tham gia giới thiệu những thành tựu khoa học kỹ thuật, phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, quảng bá thương hiệu, tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản, thủ công mỹ nghệ đặc sắc của vùng Nam Bộ. Đồng thời, đây còn là dịp để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và bà con nông dân gặp gỡ, trao đổi, giao lưu và chuyển giao công nghệ, quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài nước.